Xin chào các bạn, hôm nay mình lại review một em i10 bản sedan nhập nguyên chiếc Ấn Độ, đã được bên Anh Auto nhập tinh nhập về với phiên bản 4 máy 1.2 các bạn nhé. Với không gian sedan thì cực kỳ rộng rãi, phút sau thì sắp đấy, phiên bản còn cho 5 chỗ ngồi đấy. Mình bây giờ cùng các bạn đang đi vòng quanh xe với tông màu bạc cực kỳ sạch sẽ đấy. Xe i10 nhập nguyên chiếc mấy 4 máy đi cực đêm, mà đây lại là phiên bản sedan thì tuyệt vời luôn, rộng rãi, đã được chủ cũ gần như là độ lên khá nhiều thứ, ví dụ như là phần đúc theo hãng nhá, 4 bánh đây, ốp gương đẹp, chân kính về mưa, ốp tay mở cửa tản đồ xịn luôn đấy, tản mạng chrome luôn đấy. Bây giờ mình cùng các bạn hãy chiêm ngưỡng qua cái phần nội bên thất bên trong của em i10 bản sedan này gồm có những gì nhá. Tuy nó không phải là bán đủ nhưng mà nó cũng đầy đủ các tính năng để cho các bạn được giải trí đấy. Với nội thất thì không gian rất là sạch sẽ, rất rộng, bản sedan nằm chỗ thì rộng được, mặt rộng, rất rộng. Các bàn phím thì gần như là full hoạt động, không bóng trong, các chức năng hoạt động bình thường các bạn nhé. Đấy, đã được giờ phim phim chống nắng rồi. Đây, một của các bạn chỉnh được bên xong, ốp đo thì chắc đi ít nên thành ra mới có 8 và 6 thôi các bạn. Đây. Màn hình cảm ứng các bạn nhé. Đây, đây màn hình cảm ứng. Được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, khuôn viên phần mộ đầy đủ các tính năng giải trí, đây menu navi được ds đấy, để các bạn đường nét ngày fm đầy đủ các tính với số sàn, đây các đốt hướng gió, tốc độ gió, điều hòa mát lạnh các bạn nhé. Thì thật sự ra với cái phiên bản sedan này thì mình cũng không chê điểm gì cả đấy. Rất sạch sẽ, không gian nghe nhạc nhạc của nó toàn là loa cánh các bạn, nhưng thành ra là nghe rất chi là hay. Đấy, trần đã được dán tấm cách nhiệt rồi đấy, không gian cực kỳ rộng đấy, với da được bọc khá chi là sạch sẽ đấy, gần như là mới đấy. Bây giờ mình cùng các bạn chiêm ngưỡng ra hàng ghế sau còn có những gì nhá. Cam kết cho bạn kem chỉ nguyên zin. Đây, con 2016 các bạn nhá. Con này là con i10 2016 các bạn. Với giá thì mình nói đây các bạn cũng chấp bình đấy. Với giá con i10 2016 này bên mình đang để với giá là 229 triệu. Các bạn nhá. Đồ sau thoải mái, không gian rộng sạch sẽ, sạch sẽ. Chủ cũ đi các gì nên đặt ra các bạn suy nghĩ gì cả. Dòng chiếc xe đóng cửa rất đêm đấy. Đấy. Mình cùng các bạn mở xem Hàn Quốc sau đó của i10 bản sedan nó khá khác biệt so với bản hatchback, tại vì nó rộng hơn rất nhiều, các bạn có thể để được đồ tầm 4-5 cái vali tầm trung đấy. Đây các bạn nhá. Đấy, khắc phát là đã biết thì quốc rồi. Biển thì có khá đẹp đấy, cũng không sâu lắm. Đây, rộng chưa? Rộng rãi. Rất rộng các bạn nhá. Điều chỉnh như gì? Tốc nguyên bản. Đây, tông màu bạc thì sạch sẽ rồi. Đấy. Làm lùi đầy đủ hết tính năng. Thực ra đối với viên phiên bản sedan 2010 với giá có 229 triệu thì thật sự mình cảm giác là cũng rất hợp với tầm tiền của rất nhiều người cùng nhiều gia đình đấy, có thể mua em nó về, thứ nhất là phục vụ gia đình, kiếm thêm, có thể đăng ký chạy Grab dịch vụ đi vét tùy các bạn, tại vì cái này với giá nó hợp lý quá, 229 triệu các bạn cũng đã có thể mua được chiếc xe i10 bản sedan 2016 4 máy rồi.
Đây. Và bây giờ thì mình cùng các bạn hãy chiêm ngưỡng qua bộ máy làm việc của em nó. Bộ máy thì cực kỳ là êm rồi. Các bạn thấy không? Đây. Nắp cabo 124 máy. Đấy. Máy nó nhá, nó chỉ zin, máy nó chỉ chút ít thôi. Cho chỉ làm cách nguyên zin các bạn nhé. Đấy. Đẹp chưa? Máy móc nguyên zin như chút ít ốc. Chạy rất êm luôn. Thật ra là các bạn có phải suy nghĩ gì em đi hiểu. Ai có nhu cầu mua em i10 bản sedan 2016 2 alo cho Hưng theo số điện thoại 0564 03 9999. Hưng sẽ tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cũng như giấy tờ hồ sơ sang tên đổi chủ trong một lúc là cho các bạn. Đấy, xe đẹp, gầm bệ chắc chắn, ba da lê cả hai bên vinh loại tạm cấp tóc không có tí gợn sóng. Đấy, với phiên bản số sàn và sedan này, xe cực kỳ rộng rãi, thoải mái, đi được không cảm giác mệt mỏi. Đấy, mà có thể chở nhiều người và có thể mang theo rất nhiều đồ không cái cốc sau của nó. Chủ cũ đi khá rất gì nên các bạn yên tâm về xe cũng như về chất lượng giấy tờ pháp lý. Đấy. Đấy. Và xe thì thật sự ra đăng kiểm rất dài đến tháng 7 năm 2023 các bạn nhá. Nên là các bạn để mua hoặc đi thôi, không phải suy nghĩ gì cả. Đấy. Đấy. Và có 229 triệu. Ai muốn mua em i10 bản sedan máy 4.1.2 máy 4 máy 1.2 thì hãy alo cho Hưng theo số điện thoại 0564 03 9999. Hưng sẽ giải đáp mọi yêu cầu thắc mắc cũng như là hồ sơ pháp lý sang tên đổi chủ cho các bạn để các bạn có thể đi chơi Tết, đón Tết đi cùng gia đình du xuân các bạn nhé. Xe đẹp quá, không có gì chê trách cả. Đấy, bạn nhìn không, tuyệt vời. Đi từ xa đã nhìn rất đẹp rồi, mờ bạc sạch sẽ, sáng bóng. Đã được chủ lâm độ rất nhiều đồ như là đúc này, bốn vành đúc theo hãng nhá các bạn nhá. Đẹp mưa, vẻ mưa là chân kính rồi, đẹp mở khóa ốp, mở khóa ốp tay lắm rồi, ốp gương rồi, chẳng còn gì. Có màn DVD cảm ứng rồi thì các bạn còn gì xe suy nghĩ nữa. Đấy, nhanh tay alo cho mình theo số điện thoại 0564 03 999 để mình tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn. Chỉ việc về đi thôi. Đấy, thử xong mà đi thôi. Xe thì thật sự ra 100 cây chắc chỉ hết 8 lít. Đấy, lít thì 8 lít. Đấy, các bạn thì ai muốn mua này hãy alo cho mình đây. Xe cực kỳ tuyệt vời. Thêm cả đèn đi gầm, tuy là bản chưa đủ đâu nhưng mà chủ đã độ gần như đủ rồi. Các bạn nhìn xem đó, gầm hai bên đèn đi gầm có gần có hết rồi, biển mới ép đi ca cũng kẹt xe. Đấy, nhìn rất khôn xe. Đấy, xin cảm ơn các bạn, hãy alo cho mình nhanh nhá. Xin cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ kênh mình, hãy đăng ký like giúp. Thank you.